tỷ lệ giảm hộ nghèo đa chiều đạt 3 đến 5% một năm. 46,5 giường bệnh trên 1 vạn dân, cao hơn mục tiêu đại hội 16 là 1,5 giường bệnh. 15 bác sĩ trên 1 vạn dân. Tỷ lệ thất nghiệp dưới 1,2%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ đạt 32%, tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp dưới 55,3%. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia 68%. Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tại các đô thị đạt 95%. Tỷ lệ lượng chất thải rắn sinh hoạt tại khu dân cư nông thôn tập trung được thu gom xử lý là 80%. Tỷ lệ che phủ rừng trên 60%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,2%. Tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa trên 86%. Tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa trên 80%. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt trên 80%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt trên 50%. Giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết, số người bị thương, bình quân trên 5% một năm.